thưởng thức cho âm của cặp loa cây Onkyo D1000. Cặp loa cây có giá trên 10 triệu đồng. Cụ thể các bác alo cho em theo số máy 0983698837. Cặp loa cây sản xuất tại Nhật năm 1990, trọng lượng 33 cân một thùng, độ nhạy 91 decibel, trở kháng 8 ohm. À, con này trở kháng 6 ohm, công suất 200W. Nó sử dụng một loa bass 27 phân màng carbon, loa trung 16 phân màng carbon và một loa tép đôm cao khoảng 1m, rộng 30cm, sâu 35. Các thông tin cơ bản của cặp loa Nhật. Cặp loa này có giá trên 10 triệu. Các bác alo cụ thể cho em theo số điện thoại em vừa đọc, 0983698837, để có giá chi tiết của cặp Onkyo D1000 này. Cặp loa rất là hay, thùng Bombay, sản xuất tại Nhật năm 90, đã ghép với con âm ly Pioneer A717. Cái dòng Onkyo thường người ta sản xuất rất là nặng. Cặp loa này kết hợp nghe nhạc và hát rất là hay. Trung 16, trung rất là lớn. Con âm ly Pioneer 717, nó chạy hai biến thế nguồn độc lập. Em mua tháo nắp ra để các bác ngắm được cả nội thất của nó, của Pioneer 717. Các video của em thì ở ngoài làm thương mại bán các sản phẩm âm thanh, em sẽ tháo những cái sản phẩm âm thanh để các bác tiện xem và tiện theo dõi, để các bác có thêm kinh nghiệm để chọn lựa các sản phẩm âm thanh. Các bác mua ở đâu cũng được, thì các bác có thông tin thì các bác sẽ chọn lựa nó dễ hơn. Đây là con Pioneer A717, hai biến thế nguồn độc lập, chạy 8 sò than, 2-4 con xanh, 4 con đen. Đấy, nó như đây. Các bác có nhu cầu sở hữu con cặp Onkyo D1000 này thì alo cho em. Một cặp loa cây rất là đáng chơi và đáng sưu tầm. Cặp này thực ra nó là một cái dạng loa kiểu như Onkyo dòng D77 đấy, nhưng mà cái bề ngang người ta làm là thon lại để người ta phục vụ anh em kê cái rồi
anh em thích những cái dáng cây nó thon nó cao thì người ta kéo dài cái chiều cao của thân thùng lên để nó có thể tích thùng nó đủ lớn để nó tạo cái tiếng bass nó cộng hưởng tốt hơn. Thực sự cái thùng loa rất là quan trọng. Đơn cử như này thôi, nếu đang bật nhạc này tiếng bass nghe rất là đầm, nên nếu các bác chỉ cần tháo một cái loa, bất cứ một cái loa nào ra thôi, thì tiếng nó sẽ khác. Mà đặc biệt khi mà tháo loa bass ra ngoài này, vấn đề nó kêu thì gần như nó không có tiếng bass nữa, bởi vì nó không được cái cấu, nó không được cộng hưởng của cái thùng loa để cho cái dài chậm nó sâu hơn. Cặp Onkyo OD 1000 có giá trên chục triệu. Cụ thể giá các bác alo cho em theo số máy 0983698887. Rất cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.